Rạng sáng ngày 6 tháng 5, trong lúc hành nghề lưới nổi tại vùng biển ven đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tàu cá của ngư dân Dương Hợp ở thôn Đông, xã An Vĩnh đã bắt được hai con cá đuối khổng lồ, mỗi con nặng gần 600 kg. Đây được xem là những con cá đuối lớn nhất từ trước đến nay mà ngư dân bắt được tại vùng biển Lý Sơn. Theo ông Hợp, khi phát hiện hai con cá đuối mắc lưới, phải mất đến 2 tiếng đồng hồ vật lộn trên biển thì cá mới đuối sức. Tuy nhiên, hai con cá có trọng lượng quá lớn nên ông và hai ngư dân đi cùng không thể đưa cá lên tàu, nên đã dùng dây thừng buộc chặt hai con cá vào mạn tàu và cho tàu kéo về đảo. Sau đó, để đưa cá lên bờ thì ông Hợp đã thuê 35 người trong đội bốc xếp cảng cá Lý Sơn cùng với một số người thân dùng dây thừng loại lớn để kéo cá lên cảng. Mỗi con cá đuối có chiều dài sải vây khoảng 3 mét. Tổng cân nặng của hai con cá đuối là 1,2 tấn. Thương lái mua với giá 20.000 đồng 1 kg. Ông Hợp thu về khoảng 24 triệu đồng.